được kinh doanh đỉnh cao với mô hình cộng tác viên và đại lý. Chào mừng các anh chị đến buổi đào tạo khách hàng của GoSale. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề, đó là chiến lược kinh doanh đỉnh cao với mô hình cộng tác viên và đại lý. Thì các anh chị cũng biết là cái bên mảng kinh doanh của mình thì cái việc mà phát triển khách hàng mới cũng như là cái áp lực về doanh số cũng rất là cao. Thành ra cái bài ngày hôm nay sẽ giúp cho các anh chị hình dung xem là mình có nên phát triển đại lý cũng như là cộng tác viên hay không. Thì cái nội dung bài của mình bao gồm thứ nhất là cái cách tạo cửa hàng đại lý. Đại lý ở đây Ly đang nói là đại lý bán hàng online, có nghĩa là các anh chị sẽ mình mở rộng cái đại lý bán hàng online, thực tế là sẽ cung cấp cho họ một cái cửa hàng là website. Nhưng mà đại lý đó họ phải có một cái cửa hàng để là nơi giao dịch, cũng như là họ có cái nơi để cho khách hàng tới mua hàng trực tiếp luôn. Đồng thời họ được bên mình cung cấp một cái website họ bán hàng online, không cần phải tốn thêm chi phí nào nữa. Cái thứ hai là cái cách mình chuyển hàng tới kho của đại lý, mà đại lý khi đã có website thì họ không cần phải viết thông tin chi tiết về sản phẩm, không cần thiết kế hình ảnh, họ chỉ cần có đăng nhập vô cái website là bên mình đẩy hàng tới đầy đủ thông tin sản phẩm cho họ bán luôn. Rồi cái thứ ba là mình có thể theo dõi được tồn kho sản phẩm của đại lý, bởi vì trên hệ thống của GoSale sẽ giúp cho anh chị làm được điều đó. Cái thứ tư là theo dõi đơn hàng từ đại lý, thì các anh chị có thể nhìn được là họ bán được bao nhiêu đơn rồi, là mình biết được cái số lượng họ bán luôn. Cái thứ năm là cài đặt và chỉ định hoa hồng cho cộng tác viên bán hàng. Thì ở bên đại lý là mình bây giờ sẽ mặc định gọi là reseller, vì trong hệ thống của mình nó có ghi một cái là cộng tác viên, nhưng mà lại chia là cộng tác viên là reseller hay là cộng tác viên là đi rải link làm dropship. Vậy thì cái cài đặt và chỉ định cho cộng tác viên bán hàng nó sẽ có hai hình thức. Một là cài cho đại lý và hai là cài cho cộng tác viên. Thì một chút xíu nữa vào hệ thống mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị luôn ha. Cái thứ năm là kích hoạt hoặc là khóa tài khoản cộng tác viên. Thì ở đây mình có thể active cho họ, đồng thời nếu như mà mình thấy họ bán không có đúng theo cái hướng dẫn của mình thì mình có quyền mình deactivate cái account của họ luôn, rất là dễ dàng. Rồi cái nội dung kế tiếp là cài đặt thông báo khi có đơn hàng từ cộng tác viên. Thì trong hệ thống của GoSale cho phép chúng ta làm điều này để giúp cho các anh chị theo dõi được khi nào có đơn hàng, để mình biết là cái người bán hàng này họ thường có khách mua vào thời điểm nào. Rồi cái thứ 8 là cài đặt tự động duyệt đơn hàng cho cộng tác viên. Anh chị cứ yên tâm là khi mà duyệt đơn á, thì chưa chắc là duyệt xong là tiền vô tài khoản đâu các anh chị, mà mình chỉ cần chấp nhận cái đơn hàng đó để hiển thị là họ bán đơn đó thì sẽ được phần trăm bao nhiêu, hoa hồng số tiền là bao nhiêu, chỉ vậy thôi. Còn cái việc mà các anh chị chuyển khoản trả tiền cho họ thì phải thêm một bước nữa, một chút xíu nữa vào hệ thống mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị ha. Rồi cái thứ 9 là cài đặt thông báo cộng tác viên khi sản phẩm thay đổi thông tin, quản lý thanh toán lịch sử thanh toán cho cộng tác viên. Lịch sử thanh toán cho cộng tác viên là ví dụ như mình thanh toán với cộng tác viên nó bao nhiêu rồi, còn bao nhiêu mình chưa trả cho họ, hoặc là thanh toán vào ngày nào thì đều có thể ghi nhận lại được bằng cái file báo cáo. Vậy là sẽ hướng dẫn cho anh chị tải cái file báo cáo cũng như là nhập cái tiền mình đã trả cộng tác viên vào như thế nào. Nội dung thứ 11 là xuất thông tin dữ liệu thanh toán cho cộng tác viên, và thứ 12 là nhập dữ liệu thanh toán hoa hồng cho cộng tác viên. Rồi và cuối cùng Ly sẽ nêu cái ý tưởng khuyến mãi thu hút các đại lý để cho họ đồng ý ở lại làm việc lâu dài với mình. Bởi vì các anh chị cũng biết đại lý cũng như là khách hàng thôi các anh chị, nếu như mà mình không có những cái chương trình khuyến mãi đó thì những nhãn hàng khác hoặc là những cái doanh nghiệp khác họ mời chào đại lý bên mình mà họ thấy bên kia có những cái chương trình thu hút nhiều hơn thì họ sẽ đi qua bên kia. Cho nên là cái nội dung cuối cùng Ly sẽ nêu ra những cái ý tưởng để các anh chị có thể tham khảo thu hút đại lý của mình ha. Rồi, đầu tiên thì Ly sẽ nói về cái cộng tác viên dropship. Không biết là ở đây các anh chị nào có triển khai chương trình cộng tác viên dropship không ạ? Là chương trình mà các anh chị cho phép người ta lấy cái link của sản phẩm đi rải trên diễn đàn, trên bất kỳ những cái nơi nào mà họ có thể đặt chân tới. Ví dụ như họ thấy những cái hội nhóm nào mà đông đông á, họ đặt cái link sản phẩm của mình, rồi khách hàng click được cái link đó mua hàng,
thì cộng tác viên sẽ được nhận cái phần hoa hồng. Rồi nếu anh chị nào mà có triển khai cái chương trình cộng tác viên như thế đó, thì các anh chị vui lòng comment số 1 giúp Ly. Còn nếu mà anh chị nào mà chưa triển khai thì comment số 2 giúp Ly nha. Mời các anh chị comment ạ. À. À, cảm ơn chị Nhung ha. Còn các anh chị khác thì sao ạ? À, chị Ngân nè, anh Hữu Hòa nè, anh Tấn Tài nè, các anh chị khác thì sao ạ? Anh Nguyễn Hữu Hòa là chưa chưa áp dụng cái chương trình này ha. Còn các anh chị khác thì sao? Chị Kim Ngân cũng chưa luôn. Dạ, để cảm ơn các anh chị đã comment. Thì ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu qua cái chương trình cộng tác viên dropship. À, cảm ơn anh Thanh Phúc ha. Thì cộng tác viên dropship ở bên cái hệ thống của GoSale á sẽ giúp cho các anh chị quản lý được đội ngũ cộng tác viên của mình và xây dựng được cái đội ngũ rất là dễ dàng. Thì hồi trước tới giờ mà nghe nói tới bán hàng cộng tác viên á, thì các anh chị thường có một cái suy nghĩ à là bán hàng nhiều cấp bậc đúng không ạ? Thì trong hệ thống của GoSale chúng ta có thể xây dựng được nhiều cấp bậc giúp cho anh chị tiết kiệm được thời gian khi mà mình xây dựng cái hệ thống cộng tác viên. Ví dụ các anh chị chỉ cần kiếm được một người giỏi đứng đầu cái chuỗi cộng tác viên đó và họ sẽ phát triển thêm, họ sẽ mời thêm nhiều người làm ở dưới cái quyền của họ. Thì đây trong hệ thống tôi sẽ mở ra cho các anh chị hình dung cho rõ ràng hơn ha. Cộng tác viên thì các anh chị sẽ vào cái phần menu trong hệ thống là phần tiếp thị. À, trong menu tiếp thị thì các anh chị sẽ đi tới cái phần cộng tác viên ở đây ha. Rồi trong menu tiếp thị thì các anh chị sẽ đi tiếp tới cái menu cộng tác viên giùm Ly. Và Ly sẽ bật cái cây cộng tác viên. Đây là cái hệ thống cộng tác viên. Là nó giống như cái hình cây vậy các anh chị. Thì các anh chị có thể thấy. Ví dụ như đây là một cái dãy cộng tác viên cấp 1. Thì dưới cấp 1 này mình có thể xây dựng nhiều cộng tác viên ở dưới họ nữa. Ví dụ như khi cô có cái mã cộng tác viên là Ly007 đi. Mã của là CVLY007 cộng tác viên ha. À, ở dưới cổ thì hiện tại sẽ có hai người, hai người cộng tác viên. Rồi thì cái ở bên cái cô cộng tác viên tên Thùy Dương này, cổ sẽ phát triển là một cái hệ thống tiếp theo cổ nữa là các anh Trần Đông. Rồi ở dưới các anh Trần Đông này thì ảnh lại phát triển thêm được hai người nữa. Thì các anh chị thấy nó cái rễ nó từ từ nó phát triển nhiều hơn. Thì cái người nào mà bán hàng ở trên đầu trên cùng á, cái người đầu tiên mà đi với mình là cái cô Ly007 này nè. Đó, cổ sẽ có cái phần trăm trích ra từ những cái đơn hàng của những người cộng tác viên ở dưới cái cây thư mục của cổ. Cho nên là các anh chị có thể phát triển theo cái hướng về cộng tác viên như thế này. Thì mình không cần phải kiếm nhiều đâu các anh chị. Mình chỉ kiếm cái cộng tác viên cấp 1 thôi. Và trao quyền cho họ để đi kiếm thêm những cái cộng tác viên cấp dưới của họ. Ví dụ. Đây. Ở đây Ly phát triển tới là cô Ly007 thì đang là cấp 1 ha. Rồi cổ đi xuống thì cổ sẽ có cấp 1. Cấp 1 của cổ ở đây. Là Ly sẽ không ghi là cấp 1. Nhưng mà ở dưới cổ sẽ bắt đầu là cấp 2. Cấp 2 là ở dưới cổ. Cấp 1. À cấp 1 là Ly ghi đây. À, rồi xong rồi ở dưới cổ sẽ là cấp 2, rồi dưới nữa là cấp 3 và xuống cuối cùng là cấp 4. Cái con chuột của Ly bữa nay nó bị hơi 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 không có nhạy lắm á, lít nhiều lần nó mới bung ra được. Trời. Thì ở đây Ly đang ví dụ là tới cấp 4 thôi, thì các anh chị có thể phát triển thêm nhiều cấp nữa. Mình có thể phát triển nhiều cấp tùy theo mình hả các anh chị. Và cái xây dựng có hoa hồng cho cái đội ngũ cộng tác viên này thì tùy theo mỗi doanh nghiệp, và bên GoSale có hỗ trợ cho các anh chị thay đổi cái công thức từng của hoa hồng tùy theo từng doanh nghiệp của mình. Thì khi mà anh chị mua cái gói cộng tác viên này, các anh chị sẽ liên hệ với bộ phận Z để hướng dẫn cho các anh chị thiết lập cái công thức theo đúng như cái doanh nghiệp của mình mong muốn. Rồi mình đi trở lại cái bài của mình ha các anh chị. Thì ở cộng tác viên dropship này các anh chị có thể luôn, ví dụ như ở đây Ly đang có một cái hình ở trong cái account người khách hàng của mình đây các anh chị,
Thì khi mà khách hàng đăng ký trên website đó thì họ sẽ mở ra cái trang cá nhân của họ và đăng ký làm cộng tác viên ở doanh nghiệp của mình bằng cách là họ sẽ vào cái menu cộng tác viên, thì nó sẽ mở ra một cái giao diện như thế này. Và các anh chị thấy ở cái chỗ mà thông tin người giới thiệu á thì sẽ sổ xuống là số điện thoại, email hay là mã của cộng tác viên. Rồi thì ở đây mình nên chọn là mã cộng tác viên, xong rồi mình sẽ nhập cái số điện thoại vào và mình kiểm tra cái thông tin người giới thiệu, và nếu như mà nó khớp với trong hệ thống thì mình đăng ký. À đây, khi mà mình bấm cái số mình đăng ký, bấm cái nút mình đăng ký thì cái account của cái người cộng tác viên họ sẽ ở cái trạng thái là chờ duyệt. Thì lúc này mình mới vào hệ thống của GoSale, mình bấm duyệt cho họ để trở thành cộng tác viên. Rồi bây giờ Ly sẽ làm ví dụ cho các anh chị xem nha. Rồi Ly sẽ vào lại từ cái tiếp thị ha, menu tiếp thị, rồi đi tới menu cộng tác viên ở đây. Là cái nơi mà mình xem thông tin của cộng tác viên. Còn khi mà cộng tác viên họ ví dụ đang là khách hàng của mình mà muốn trở thành cộng tác viên thì họ sẽ thứ nhất là phải mở cái account cá nhân của họ ra. Đây. Ví dụ như bây giờ họ đi vô một trang web của bên mình, họ thấy thích, họ mua nhiều lần rồi. Thì lúc đó họ đã đăng ký là một cái người khách hàng có account đàng hoàng để nhận được cái tích lũy điểm ha. Rồi bây giờ Ly sẽ demo từ cái bước mà tạo account luôn nha các anh chị. Ví dụ ở đây Ly sẽ tạo một cái account cho người mới hoàn toàn nha. Email Trần Nam đi ha. Rồi, này cần mail.com mật khẩu y chang vậy luôn. Đây. Rồi các anh chị có thể nhìn cái thao tác của Ly để mình thử test cái hệ thống khi mà anh chị muốn setup coi nó chạy như thế nào ha. Đó, mình sẽ lấy cái mật khẩu như thế này. Rồi. Ở đây thì mình sẽ điền cái tên của người cộng tác viên. Ví dụ như ở đây ta là Trần Nam ha. Rồi nhập văn bản. B. Đó. Rồi. Tới cái mã xác thực thì mình sẽ mở cái email ra. Email mà hồi nãy người ta đăng ký với các anh chị. Mình sẽ lấy cái mã xác thực ở trong email đây. Đây, các anh chị sẽ thấy khi mà một người họ đăng ký là thành viên ở trong website của bên mình, họ đăng ký một cái account. Sau khi đăng ký xong thì họ sẽ nhận một cái mã, một cái email vào trong cái hộp thư của họ và lấy một cái mã ra. Đây là cái mã mà họ cần phải lấy. Rồi họ quay lại cái website và họ dán vào trong đây. Bấm xác thực và đăng nhập để đăng nhập vào cái account của họ. Thì khi mà họ đăng nhập vào account rồi thì họ mới có thể đăng ký làm cộng tác viên của bên mình. Thì trong hệ thống của GoSale có hai cách để các anh chị đăng ký cộng tác viên. Thứ nhất là họ đang là một khách hàng hoặc là đang có account trên website thì họ sẽ vào bên đây, ngay cái hình người đó các anh chị, vào trang cá nhân để họ đăng ký. Còn cách khác nữa là các anh chị tự vào hệ thống của GoSale và các anh chị đăng ký cho họ luôn. Thì nếu như mà mình vào hệ thống của GoSale mình đăng ký cho khách đó thì họ sẽ không có coi được báo cáo. Cho nên là cái cách hay nhất thì các anh chị khuyên họ là nên tạo một cái account trên website và đăng ký từ cái account cá nhân của họ. Đây là cái account cá nhân trên website của bên mình ha.
Rồi các anh chị sẽ hướng dẫn cái người cộng tác viên bấm vào cái chỗ menu cộng tác viên này. Đây. Email của họ, phải nhập số điện thoại của họ để cho mình có thể mình liên hệ với họ. Rồi, ở đây Ly lấy mã giới thiệu. Thì Ly sẽ quay lại cái cây cái hệ thống cộng tác viên đã lấy ra cái mã giới thiệu. Ví dụ hồi nãy Ly có show cho các anh chị một cái hệ thống cộng tác viên mà Ly thử thử test rồi ha. Thì ở đây cái cô Thùy Dương ở dưới cổ là anh Trần Đông. Trần Đông thì có cộng tác viên là Trần Tây, Trần Bắc. Rồi bây giờ Ly sẽ add anh Trần Nam vô, đó mà. Như vậy thì các anh chị sẽ thấy là anh Trần Nam này sẽ dưới quyền của anh Trần Đông. À, như vậy thì Ly sẽ lấy cái mã của anh Trần Đông là CTV là cộng tác viên á, LE002 ha. Rồi, Ly sẽ đánh vào đây. CT CTV LE002 đó. Thì đánh cái mã của cái anh mà mình muốn là quản lý trực tiếp cho cộng tác viên này, mình đánh vào cái mã đó. Rồi địa chỉ, ví dụ đi chỉnh lại đi, xong như vậy nha. Rồi thì chọn đại thành phố luôn ha. Đó. Thông tin thanh toán thì các anh chị có thể điền hoặc là không điền. Thì các anh chị lưu ý lúc mà mình thanh toán cho cộng tác viên á, thì đây là cái thông tin để mình chuyển khoản, chứ mình không thực hiện thanh toán ngay trên hệ thống Google Sale. À, rồi bây giờ xong rồi thì mình chỉ cần bấm đăng ký ha. Rồi đi luôn luôn. Ly đang làm cái thao tác là một người cộng tác viên họ muốn trở thành cộng tác viên của doanh nghiệp của mình thì họ phải vào website, họ đăng ký một cái account, và trong cái account của họ thì họ sẽ vào cái trang cá nhân rồi vào menu cộng tác viên để đăng ký. Thì các anh chị thấy là khi mà đã đăng ký xong thì cái trạng thái account của họ là đang chờ duyệt. Rồi bây giờ Ly sẽ vào hệ thống để mở cho các anh chị xem cái trạng thái mà họ đang chờ duyệt này như thế nào. Rồi, trong hệ thống của Google Sale, Ly lặp lại ha. Mình sẽ vào menu tiếp thị, chọn tiếp tới chỗ cộng tác viên thì sẽ ra được cái màn hình như thế này. Rồi, ngay chỗ cộng tác viên thì mình sẽ đứng ngay cái tại chỗ cộng tác viên, cái menu cộng tác viên ở đây. Thì hồi nãy là anh chị thấy, để Ly refresh lại ha. Cái người cộng tác viên đăng ký tên là Trần Nam đúng không ạ? Rồi, Ly sẽ coi lại. Thì Ly đang ở cái tab là tiếp thị. À, như vậy là cái người quản lý tên là Trần Đông đúng không ạ? Mình coi lại cái cây thư một xíu nhé. Có thể là nó bị trùng. Đây, như vậy là Ly đang lấy một cái số điện thoại bị trùng á, cho nên nó lại hiện cái tên là Ly 007 nữa rồi. À, bây giờ Ly sẽ lấy cái số khác nha, Ly vô Ly chỉnh lại. Thì các anh chị thấy ở cái người mà đang chờ duyệt nó sẽ ở cái trạng thái là màu cam, một chút xíu Ly sẽ chỉnh lại cái số điện thoại để nó tránh bị trùng ha, chỉnh lại tên vẫn được nha các anh chị. Thì cái người mà đang ở màu cam này, tên Ly 007 này sẽ dưới quyền của anh Trần Đông. Rồi, là mình qua đây mình xem. Đây, cái người này đang ở dưới quyền của anh Trần Đông. Rồi, bây giờ Ly chấp nhận người này là cộng tác viên thì Ly sẽ bấm cái dấu tích màu xanh. Rồi, Ly bấm xác nhận. Rồi khi mà đồng ý thì các anh chị sẽ cho họ một cái mã cộng tác viên luôn. Ví dụ như CTV, cái nhánh này là CTVLE ha. Hồi nãy là 02, 03, 04, bây giờ 05 nha. Rồi 006 đi, rồi chắc chắn. Rồi Ly sẽ chọn là chiết khấu theo sản phẩm và chọn chiết khấu. Thì cái phần mà tạo chiết khấu một chút xíu nữa Ly sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách tạo. Rồi sau khi chọn chiết khấu cho cái người này là họ sẽ được hưởng 30% trên tất cả sản phẩm. Rồi Ly sẽ bấm cái nút hoàn tất, đồng ý. Đó. Như vậy là cái người này đã chuyển qua cái trạng thái là đang hoạt động. Rồi Ly sẽ vào cái tên của người này để Ly chỉnh lại ha, Ly chỉnh lại thông tin. Có thể là nó bị trùng nè, trùng tên nè, Ly chỉnh lại nha.
Để chỉnh lại để không có bị trùng tên. Rồi bây giờ Ly sẽ quay lại Ly coi cái cây thư mục. Ly sẽ bấm F5 lại ha. Cái cô này, cái cô đang màu cam đây đây, cái nhánh màu cam đó, thì sẽ coi là có chuyển qua màu xanh chưa ha. Thì các anh chị để ý những cái người nào mà đang ở màu xanh á là đang hoạt động các anh chị nha. Đây, ở dưới Trần Đông bây giờ là đã có ba người là anh Trần Tây, anh Trần Bắc và anh Trần Nam, được không ạ? Đó, nếu như mà có bị trùng như hồi nãy Ly đang bị trùng số điện thoại, có nó hiện tên Ly 007 luôn á, thì không sao, mình cứ kích hoạt xong mình vô mình chỉnh lại tên rồi chỉnh lại số điện thoại cũng được các anh chị nha. Rồi, ở đây thì các anh chị sẽ thấy là mình đã cung cấp cho họ một cái mã cộng tác viên rồi. Nhưng mà cái chức danh thì sao? À, cái anh này thì sẽ đồng cấp với cái anh đang có chức danh là cộng tác viên cấp 4. Cho nên mình phải chỉnh cái chức danh của cái anh Trần Nam này là cộng tác viên cấp 4 luôn. Rồi, mình chỉ cần click vô cái anh này thôi. À, click vô. Thì sẽ chạy tới cái phần chi tiết của cộng tác viên luôn các anh chị nha. Rồi, khi mà mình vào cái phần chi tiết của cộng tác viên như thế này, mình sẽ chỉnh lại cái cấp bậc của ảnh. Đây, chọn chức danh cộng tác viên đây, ngay chỗ chuột của Ly nè. Mình buông xuống, mình chọn là cộng tác viên cấp 4. Và khi mà mình đã thay đổi thông tin thì các anh chị nhớ bấm lưu lại. Đó, là cập nhật thành công. Bây giờ Ly bấm F5 lại cho các anh chị xem nào. Đây. Đó, các anh chị thấy không? Thì thêm chức danh vô rồi. Rồi, vậy thì chức danh này mình thiết lập ở đâu? Các anh chị nhìn phía bên tay trái, mình sẽ thấy cái menu tên là chức danh cộng tác viên. Rồi, mình bấm vào đó để mình tạo ra chức danh. Cái chức danh này cũng rất là thú vị nha các anh chị. Bởi vì hồi xưa là Ly có tham gia vào những cái công ty bán hàng đó. Thì có những nơi họ sẽ không ghi là cộng tác viên cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 gì đó, mà họ sẽ thiết lập ra một cái chức danh mà khi mà cái người cộng tác viên đó họ đạt được cái chức danh là họ cảm thấy rất là tự hào. Ví dụ như cái người mà đứng đầu tiên trên cái cây đó, trên cái cây giống như cái rễ cây như hồi nãy đó, cái người đứng cái chuỗi đầu tiên á thì sẽ có cái chức danh là tướng quân đó, rồi dưới tướng quân sẽ là phó tướng, rồi dưới phó tướng sẽ là gì vậy? Đội trưởng hay gì đó đó. Họ thiết lập ra một cái cây danh, một chức danh như vậy, nghe rất là gọi là khi mà người ta có cái chức danh đó người ta cảm thấy rất là vui các anh chị, cảm thấy rất là tự hào luôn. Hoặc là có người nghiêm túc hơn thì họ sẽ thiết lập là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng đó, kiểu như vậy. Thì tùy theo các anh chị mình thấy cái chức danh nào phù hợp với lại cái style của doanh nghiệp của mình thì mình có thể thiết lập như vậy. Đây, cái cách thiết lập rất là đơn giản này. Thì trong cái menu chức danh cộng tác viên ở đây, các anh chị bấm vào cái nút tạo chức danh ha. Rồi mình nhập tên chức danh, rồi mình nhập ghi chú. Rồi bây giờ Ly sẽ mở ra một cái chức danh mà Ly đã tạo trước đó để cho các anh chị xem ha. Đây, Ly sẽ nhập vào là cộng tác viên cấp 1 và ghi chú là cộng tác viên đầu tiên trong chuỗi bán hàng chẳng hạn. Đó, rồi mình bấm luôn là xong. Thì cái cách tạo chức danh là như vậy. Và cái quan trọng nhất là cái phần hoa hồng. À, phần hoa hồng thì mình sẽ vào cái menu chiết khấu ở đây ạ. À, thường là mình sẽ quen gọi là hoa hồng đúng không ạ? À, còn trong hệ thống gọi đúng chuẩn luôn là gọi là chiết khấu. Rồi mình sẽ bấm vào cái menu chiết khấu ở ngay dưới cái menu của chức danh cộng tác viên để mình tạo ra chiết khấu cho cộng tác viên luôn ha. Rồi, ở đây thì có một số cái mình đã tạo sẵn rồi. Thì bây giờ mình tạo mới, mình sẽ bấm một cái nút thêm chiết khấu ở đây. Rồi. Rồi Ly sẽ đặt cái tên chiết khấu. Ví dụ hồi nãy thì Ly có mở ra cho các anh chị xem á, cái tên chiết khấu mình đặt thì nó không có ảnh hưởng gì ở cái phần nội dung hết. Nhưng mà mình đặt làm sao cho gợi mở. Ví dụ như Ly sẽ thường đặt là CK là chiết khấu 10% đi chẳng hạn, hay là CK 10 vậy đó, để cho mình gợi nhớ. Thì ở đây trong hệ thống của GoSale rất là linh hoạt. Anh chị có thể chọn chiết khấu theo sản phẩm. Thì anh chị chọn là tất cả sản phẩm, có nghĩa là họ bán sản phẩm nào trong website của mình đều được chiết khấu 10%. Hoặc là sản phẩm chỉ định thì anh chị click vào đây, thì anh chị thêm sản phẩm. Đó, rồi mình chọn trong cái list sản phẩm này mình thích sản phẩm nào, mình muốn cho họ bán sản phẩm nào thì mình chọn sản phẩm đó, đúng không? Hoặc là mình chọn bộ sưu tập chỉ định. Thì ở trên website các anh chị phải tạo cái bộ sưu tập trước,
Sau đó thì các anh chị mới chọn được bộ sưu tập chỉ định. Thì anh chị chỉ cần bấm vô là thêm bộ sưu tập ở đây. Đó, thì các anh chị ví dụ như thấy ở đây Ly đã tạo sẵn những cái bộ sưu tập rồi. Thì mình muốn cho họ bán có phần trăm ở cái bộ sưu tập nào. Thì các anh chị chỉ cần click vô chọn và bấm OK là xong ha. Rồi, bây giờ Ly sẽ chọn tất cả sản phẩm nha. Và cái phần trăm chiết khấu đây mình sẽ điền. Điền số 10. Thì cái phần trăm, cái dấu phần trăm đó là hệ thống có sẵn là các anh chị ha. Rồi. Ở đây đặc biệt trong hệ thống có cho anh chị một cái cách để mình làm chiết khấu cho cộng tác viên là chiết khấu theo doanh thu. Rồi, lại bấm vào cái mục này cho các anh chị xem luôn. Nếu các anh chị chọn chiết khấu theo doanh thu thì nó chỉ có một cái yếu tố là chọn theo tháng thôi. Đây, cái khung thời gian này là sẽ kết toán theo hàng tháng đó các anh chị. Chứ mình không có chọn là kết toán theo quý, kết tháng theo năm được ha các anh chị. Hoặc là nửa năm thì không có. Hiện tại thì bên code đang để cho mình là theo hàng tháng. Nhưng mà nếu mà các anh chị có yêu cầu là mình làm theo năm, theo quý đó, hoặc là theo nửa năm gì đó thì các anh chị có thể liên hệ lại với bộ phận sếp sẽ đưa yêu cầu này ra để bên code họ báo giá lại cho mình. Nè. Rồi, ở đây thì nếu các anh chị chọn chiết khấu theo doanh thu thì mình bấm thêm chiết khấu ở đây. Đó. Doanh thu thì anh chị sẽ có cái định mức. Ví dụ như là từ 10 triệu cho tới 50 triệu. Đó. Đây, đi ví dụ ha. Từ 10 triệu đi. Từ 10 triệu trở lên đó mình làm từng cấp thì chiết khấu là 10% đi ví dụ, cho mình bấm thêm nữa. À, đụng chừng 10 triệu tới 50 triệu thì đây sẽ là 50 triệu. Rồi, ở đây sẽ là 20%. Đó, đi ví dụ là vậy. Xong rồi mình chỉ bấm luôn là xong. Thì cái tên chiết khấu CK10 này mình sẽ nhớ là của chiết khấu theo doanh thu. Đúng không ạ? CK GT. Nếu mà các anh chị chọn thì nên có một cái gợi mở là ghi chữ GT vô là doanh thu á. Còn bình thường thì Ly chọn là chiết khấu theo theo sản phẩm. Đó. Rồi mình bấm luôn. Thì các anh chị sẽ thấy cái phần tên của chiết khấu nó sẽ nằm như đây. Đúng không ạ? Thì khi mà mình có cộng tác viên mới thì mình sổ xuống mình chọn cái chiết khấu mà mình muốn apply cho họ luôn ha. Rồi. Khi mà cộng tác viên bán hàng, ví dụ như cái người này chờ duyệt thì nếu mà Ly duyệt xong thì các anh chị refresh lại sẽ thấy cái trạng thái của họ thay đổi luôn nè. Đây, các anh chị sẽ thấy cái trạng thái của cái người cộng tác viên được duyệt nó là như thế này. Rồi bây giờ Ly sẽ mở ra một cộng tác viên đang hoạt động để cho các anh chị thấy cái account của họ như thế nào nha. Đây, cái người cộng tác viên này là đã bán hàng rồi, được trả hoa hồng luôn rồi. Thì cái account của họ sẽ thể hiện như thế nào? Rồi, các anh chị chỉ cần vào trang cá nhân. Có nghĩa là cộng tác viên họ chỉ cần một trang cá nhân của họ. Thì họ có thể xem được cái tình trạng bán hàng của họ ra sao. Rồi, đây ví dụ cái người này đã bán hàng. Thì đầu tiên họ là khách hàng chứ. Các anh chị thấy không? Trạng thái của cái người cộng tác viên tên test khách hàng. Họ đăng nhập tạo một cái account để cho họ mua hàng và tích tích lũy điểm đúng không ạ? Đó, bây giờ mình sẽ vào cái menu cộng tác viên ha. Khi mà cộng tác viên họ đã làm việc cho mình, họ bán được hàng rồi thì các anh chị sẽ thấy trong cái account sẽ thể hiện là cái người cộng tác viên này nè, họ đang có cái T3 đây ha. Thì họ sẽ đang được hưởng cái chiết khấu là theo sản phẩm. Rồi các anh chị chỉ cần để cái con chuột vô đây thôi. Để cái mức chiết khấu dưới đây chứ để con chuột ở cái phía dưới đây nè, cái mức chiết khấu đó. Thì các anh chị sẽ thấy là hiện ra cái tên chiết khấu mà mình tạo cho người này. Họ đang có cái commission tên là on 30%. Đó, là mình biết họ đang có được hưởng cái quyền là bán sản phẩm nào cũng được hưởng hoa hồng là 30%. Đúng không ạ? Rồi, ở đây là những cái đơn hàng mà họ đã bán. Thì các anh chị thấy tại sao mà mình lại cần phải mua một cái hệ thống quản lý cộng tác viên hơn là mình cũng có cộng tác viên nhưng mà mình quản lý bằng file Excel. Thì đây là cái
ưu điểm của cái việc mà mình sử dụng phần mềm để quản lý cái người bán hàng cho mình, người cộng tác viên đó, họ sẽ thấy rất rõ cái đơn hàng, cái mã đơn là họ click vô họ coi được luôn. Đây là ví dụ, để bấm vô cái mã đơn, cái đơn này ai mua, à mua cái gì, coi được trạng thái của cái đơn này là đã giao hàng hay là đang chờ việc, đúng không? Đó, họ xem hết nè, trạng thái đơn hàng đã giao hàng là họ biết là à cái chiết khấu của họ là đã được duyệt rồi đó. Rồi cái nữa là sao, ví dụ như bây giờ họ đi họ rải link đi, thì cái người lạ click vô cái link mà họ rải để người lạ mua đó, thì tất nhiên là khi mà cái người khách hàng lạ họ mua thì họ phải điền thông tin như là tên, số điện thoại và địa chỉ thì họ mới mua được hàng, mình mới giao được hàng cho họ, đúng không ạ? Thì sau khi mà họ đã mua được hàng rồi thì cái người cộng tác viên này họ sẽ mặc nhiên nhận được thông tin của người khách hàng đó để làm gì. Đây, họ có thể tự tạo đơn hàng luôn. Ví dụ trong đây có cái nút tạo đơn hàng này các anh chị. Rồi, nếu như một người cộng tác viên mà họ nhiệt huyết á, họ sẽ gọi lại cho cái người khách hàng này, tại vì hồi nãy họ nhìn thấy đơn hàng, họ nhìn thấy thông tin rồi, họ gọi cho khách, họ hỏi là à, chị ơi chị sử dụng sản phẩm ok không, có cần em hỗ trợ gì không, thì tạo một cái mối quan hệ với khách. Thì lần sau cái người khách đó họ làm biếng quá, họ không có muốn lên họ click vô cái link đặt hàng nữa, mà họ sẽ gọi cho cái người cộng tác viên này, nói là em ơi chị muốn đặt 10 cái bánh này, em giao tới địa chỉ này cho chị nha, chị làm biếng lên web quá, đang ở ngoài đường thôi, em đặt giùm chị đi. À thì lúc đó cái người cộng tác viên họ hoàn toàn có thể tạo đơn hàng cho khách. Đây, ví dụ đây là cái giao diện để tạo đơn hàng. Các anh chị thấy là họ click vào cái ô đây, đặt nó sổ xuống. Ví dụ như cái ông là Đồng Văn Hồ này là một khách hàng lạ, đâu có biết ông này là ai đâu, mà họ trong cái quá trình họ đi rải link ở trên Facebook, ở trên diễn đàn gì đó, tự nhiên cái ông này click vô link của họ để mua hàng, thì ông điền cái thông tin để mà giao hàng, thì thông tin đó sẽ được hiển thị trong cái account của người cộng tác viên luôn. Rồi cái ông này giờ ông mới gọi yêu cầu mua hàng giùm ổng, thì ông làm biếng quá, ông đang ở ngoài đường. Rồi mình chỉ cần, cộng tác viên chỉ cần click vào thông tin của người này là anh chị thấy thông tin tự điền hết luôn. Rồi bây giờ hồi nãy cái ông kia nhờ mua 10 cái bánh đi ha. Rồi bây giờ đây, cái kênh pháp của bạn này, ông nói là giờ mua giùm ổng 10 cái đó. Rồi mình bấm cái người cộng tác viên bấm hoàn thành là sao. Rồi tới đây sẽ có một câu hỏi nữa là ủa nếu mà hoàn thành như vậy rồi á thì ai đi giao hàng, đúng không ạ? Hôm nay đi chưa chọn gì à, rồi thôi chạy chậm xíu. Rồi các anh chị thấy là nãy Ly vừa mới tạo đơn hàng cho cái người khách tên là Đồng Văn Hồ, thì cái trạng thái đơn hàng đang là chờ xác nhận. Rồi tới đó là xong, cộng tác viên xong rồi đó các anh chị, không có đụng gì tới đơn hàng này hết. Thì cái nhiệm vụ của cái người chủ shop, chủ doanh nghiệp của mình, hoặc là cái bạn mà chật chật cái kênh bán hàng ở trên website đó, sẽ vào trong hệ thống của GoSale. Đây, cái bạn đó sẽ phải đi tới cái menu đơn hàng, bạn đó bấm xác nhận như là một người mua hàng trên website bình thường các anh chị. Đây, ví dụ như nãy mình người cộng tác viên tạo đơn hàng cho cái anh Đồng Văn Hồ này, thì trạng thái đang là chờ xác nhận, thì cái người nhân viên họ sẽ vào họ bấm cái mã đơn hàng để họ xác nhận đơn hàng luôn. Đây, bấm xác nhận đơn hàng anh chị ha. Thì ở trong hệ thống của sale đang ngừng ở cái bước này. Hồi xưa mình không có bước này các anh chị, mình đi luôn, nét 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 tới là xong. Thì ngừng ở đây là đợi bị bây giờ có một cái yêu cầu của những người khách khác nữa. Họ muốn là ví dụ như cái đơn này mình có 10 cái bánh đi, nhưng mà trong trong shop của mình hiện tại mới có 5 cái thôi. 5 cái nữa thì chiều mới về, chiều mình giao sau có được hay không. Thì nếu như người khách hàng lúc đó mình gọi lại mình hỏi họ đồng ý á, thì lúc này mình sẽ tách cái đơn ra mình bấm 5 thôi, à mình giao trước 5 cái, chiều mình giao thêm 5 cái chẳng hạn là vậy ha. Còn nếu như mình có đủ thì thôi, mình không có cần lăn tăn ở cái bước này, các anh chị chỉ cần bấm cái nút xác nhận ở trên đây thôi ha. Đó, rồi bấm có, thì cái đơn hàng này nó chuyển qua cái trạng thái là à, chờ cái người shipper tới lấy hàng đi giao, nó vẫn ở trạng thái là chưa thanh toán các anh chị. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bấm luôn nút đã giao hàng, nếu mà đã giao thành công thì bấm cái nút đã giao hàng. Rồi ở đây Ly đang chọn trạng thái là tự vận chuyển, thì cái người shipper đó họ là nhân viên của mình luôn, họ giao hàng xong mới họ vô hệ thống họ bấm xác nhận là đã giao hàng. Đó. Các anh chị thấy là đơn này đã thanh toán.
Rồi bây giờ mình quay lại cái account của cộng tác viên, các anh chị sẽ xem. Ly sẽ bấm F5 lại nha. Mình sẽ refresh lại. Ui nha. Rồi, bấm refresh lại đây. Hồi nãy là đơn đang chờ xác nhận. Rồi bây giờ cái người chủ shop, người nhân viên vô, xác nhận giao hàng xong hết rồi. Cộng tác viên không làm gì hết nha các anh chị. Chỉ tạo có đơn hàng thôi. Rồi, như vậy thì sao ạ? À, người cộng tác viên họ sẽ thấy được trạng thái là đã giao hàng, trạng thái là duyệt rồi. Có nghĩa là cái hoa hồng mình thiết lập khi đơn đã được giao, có nghĩa là đã nhận được tiền luôn rồi, thì mặc nhiên sẽ duyệt cái phần hoa hồng này cho cái người cộng tác viên. Đúng không ạ? Rồi, họ biết là họ được duyệt cái hoa hồng của cái phần này của 30% số tiền họ bán. Đúng không ạ? Rồi, như vậy thì họ có thể tải tải cái báo cáo xuống để họ xem coi là họ đã đang có những cái phần hoa hồng nào. Mình xem trong đây rồi, hoặc là họ có thể xem trong đây chiết khấu được nhận nè, 1.305.000 nè, chiết khấu đã thanh toán là bao nhiêu đây, thì họ lấy cái phần chiết khấu được nhận trừ cho phần chiết khấu đã thanh toán để còn lại cái số tiền mà họ chưa được nhận. Đúng không ạ? Đó. Thì ngay trong cái phần đơn hàng này họ có thể nhìn thấy nè, chiết khấu được nhận là bao nhiêu ạ? Với cái đơn vừa mới tạo xong thì họ được nhận 780.000 luôn. Anh chị thấy không ạ? Đó. Thì khi mà mình chuyển khoản thì lúc đó mình sẽ update ở trong cái hệ thống của mình. Thì các anh chị sẽ coi cái phần thanh toán ở đây. Trong hệ thống GoSale nha. Mình vào menu tiếp thị tới cộng tác viên, rồi vô đây mình mới coi cái phần thanh toán. Thì các anh chị sẽ thấy đây, Ly đang đứng ở tab tiếp thị. Thì Ly sẽ coi, ví dụ hồi nãy Ly đây, Ly search ra có người đó thôi, các anh chị thấy không ạ? Ly sẽ nhìn được trong hệ thống của Ly luôn. À, có nghĩa là cái người chủ shop họ nhìn được cái trạng thái của phần hoa hồng, và cái người cộng tác viên cũng nhìn được cái trạng thái của hoa hồng luôn. Rồi bây giờ cái anh này anh bán, thì các anh chị thấy là cái phần chưa thanh toán là 858.000, mà nãy mình coi cái đơn hàng là được 780.000 đúng không ạ? Có nghĩa là những cái đơn trước mình còn chưa thanh toán hết. Thì bây giờ mình muốn thanh toán hết luôn lần cho anh này, thì các anh chị sẽ xuất cái file, xuất báo cáo ra. À, anh chị bấm vô cái file, cái nút xuất báo cáo ra. Rồi. Mình sẽ có một cái file Excel ở trong cái hệ thống của mình. À, nó nằm thường ở cái file download, ở cái thư mục download nha các anh chị ha. Đó. Thì các anh chị sẽ thấy nó ghi rất là chi tiết nha, phần dữ liệu đơn hàng là bán cái gì, đó, từ nguồn ở đâu luôn ha. Rồi. Thông tin thanh toán nè. Thì bây giờ các anh chị sẽ ở trong cái sheet thông tin thanh toán mình nhập vô đúng cái số tiền mà mình đã chuyển khoản cho cộng tác viên. Ví dụ ở đây Ly muốn trả hết, Ly sẽ nhập vô 858.000. Rồi, Ly lưu lại nha. Sau khi lưu lại thì các anh chị sẽ về cái hệ thống của mình. Các anh chị sẽ bấm vô cái nút nhập chi trả. Anh chị đẩy cái file mà nãy mình mới mới lưu thông tin á. Đây, file này mình đẩy lên. Mình bấm cái nút nhập vào nha. Sau đó thì refresh lại cái trang này. Đúng không? Nó có nhiều thao tác nhưng mà khi mà anh chị làm qua một lần thì rất là nhanh thôi. Không có khó các anh chị nha. Rồi, vậy là đã thanh toán xong rồi các anh chị. Có nghĩa là cái cột mà chưa thanh toán hồi nãy các anh chị nhớ không, nó còn là 858.000 đúng không ạ? Thì bây giờ mình trả hết rồi, cái cột chưa thanh toán là nó biến thành số 0 nè. Rồi cái cột đã thanh toán là tổng cộng tất cả những cái số tiền chiết khấu mà cái người cộng tác viên này được nhận thì là đã thanh toán hoàn tất. Thanh toán giống như cái chiết khấu họ đã nhận là full hết rồi, đầy đủ hết rồi. Các anh chị thấy không ạ? Đó là cái cách mà mình xuất báo cáo ra mình xem cũng như là mình thanh toán cho cộng tác viên như thế nào. Rồi một câu hỏi đặt ra, có một số anh chị sẽ hỏi Ly ở cái bài này trong những cái loạt trước mà Ly có hướng dẫn á, thì các anh chị nói là tại sao trong hệ thống có để thông tin tài khoản của cộng tác viên mà lại không cho phép chuyển khoản ngay trên hệ thống?
rồi cái tiền mình chuyển khoản nó chạy vô trong cái phần báo cáo này luôn, mà lại phải xuất một cái file Excel ra rồi nhập cái số tiền vô upload lên thì nó mới ra được cái báo cáo này để cho mình coi, đúng không ạ? Đó là một cái câu hỏi rất là hay, nhưng mà Ly cũng giải thích luôn tại sao hệ thống của mình không cho các anh chị lấy cái thông tin mà mình đã nhập của ngân hàng, thông tin tài khoản mình chuyển khoản ngay trên hệ thống, là bởi vì mình phải kết nối rất nhiều ngân hàng khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ Ly thấy là thường xài Vietcombank nè, Eximbank nè, HDBank là nhiều lắm. Thì khi mà mình chuyển khoản cho họ và hiển thị được cái số tiền này trên hệ thống thì nó đi một vòng rất là lâu luôn các anh chị. Cái số tiền mà mình chuyển khoản á, nó phải đi vô ngân hàng, rồi ngân hàng báo cáo thì nó mới hiển thị ở trên cái hệ thống của chúng ta. Như vậy hệ thống của GoSale phải connect tất cả ngân hàng có mặt ở trên Việt Nam đó, rồi cái số tiền nó chạy lâu thì còn lâu nó mới báo cáo qua, thì nó rất là bất công. Thành ra là chúng ta có thể tiết kiệm đơn giản cái đường bước mình cần để mình thanh toán cho cộng tác viên là mình chuyển xong rồi mình nhập vô cái file Excel mình đẩy lên là xong, đúng không ạ? Chứ để không á, tiền vô hệ thống ngân hàng, ví dụ như họ có những cái quy định cuối tuần mà không làm, chuyển khoản xong rồi cộng tác viên không nhận được, chẳng hạn nó bị kẹt lại thì sao ạ? Đó, thành ra là cái việc nhập báo cáo chi trả này nó không có mất nhiều thời gian, cho nên các anh chị thông cảm mình sẽ làm theo bước đó thì nghĩ là nó sẽ nhanh hơn, thuận tiện cho bên mình nhiều hơn ha. Rồi ở cái phần mà cộng tác viên thì họ bán hàng như thế nào? Ở cái phần này mới là quan trọng là các anh chị. Thì ngay khúc đầu Lê có nói với các anh chị là bài ngày hôm nay mình nói cộng tác viên và nói về reseller luôn. Thì hiện tại mình đang nói về cộng tác viên là một người hợp tác với mình không cần bỏ vốn. Thay vì reseller đại lý là phải bỏ vốn, đúng không ạ? Thì cộng tác viên này không bỏ vốn thì phải bỏ công, đúng không ạ? Thì bỏ công đó là họ phải lấy cái link sản phẩm đi rải khắp nơi luôn để có người click vào cái link đó mua hàng. Các anh chị sẽ thấy cái việc này rất là phổ biến ở trên TikTok nè, hoặc là ở trên Facebook cũng có nè. Thì họ có thể họ giới thiệu một sản phẩm nào đó và click click vô cái link này để mua hàng. Đặc biệt là các anh chị coi những cái reel, những cái đoạn video ngắn ở trên trên Facebook. Vậy thì tạo link như thế nào? Thì cộng tác viên chúng ta sẽ có cái cách tạo link như sau. Thứ nhất là tạo đường dẫn bán hàng ở đây. Đây, mình sẽ lấy ra ở trên website của GoSale ha. Tạo đi vào trang chủ. Ví dụ như cộng tác viên đó họ thích cái gì, họ muốn bán gì thì họ bán cái đó. Rồi bây giờ là họ thích bán cái bánh này. Họ lấy, họ click vô cái link của cái bánh này. Đó, rồi, họ copy cái link bánh ha. Tìm trên C. Rồi, vào lại account của họ ở trong cái trang cá nhân á, vào cái menu cộng tác viên, và họ sẽ click vào cái tạo đường dẫn bán hàng ở đây. Họ chỉ cần đơn giản là bắt cái đường dẫn vào rồi bấm nút tạo. Thì các anh chị sẽ thấy ở đây hệ thống GoSale sẽ tạo cho họ một cái đường link. Đây họ chỉ cần copy thôi. Và khi mà tạo đường link thì có nhắc nhở là chiết khấu sản phẩm này là 30% luôn. Đúng không? Đó, copy cái link này. Rồi bây giờ Lisa sẽ bỏ qua một cái tab mới thử cho nó hiện như thế nào các anh chị nha. Đây, các anh chị sẽ thấy cái đuôi của cái link sản phẩm nó sẽ thêm một cái code. Đó, là cái mã của cộng tác viên nằm đây. Được không ạ? Rồi bây giờ đi thử đi, đi mua luôn cho anh các anh chị xem nha. Đây, mình sẽ mở ra cái ẩn này ha. Cái trình duyệt ẩn nó chắc không có ảnh hưởng tới, cái nghĩa là một người khách hàng lạ hoàn toàn luôn. Rồi, khách hàng lạ mình sẽ bấm vô đây mình coi nè các anh chị. Đó, đó, không phải là khách hàng ha. Khách hàng lạ thì họ chỉ cần click vô cái link của cộng tác viên họ mua. Rồi bây giờ Ly đi mua hàng đây. Ví dụ Ly bấm vô mua ngay ha. Rồi, Ly mua một cái. Ly sẽ bấm tiếp tục luôn, có nghĩa là hoàn tất luôn cái đơn hàng này, đặt hàng xong luôn. Đây, tên khách hàng là khách hàng. Nguyễn mới đi. Rồi số điện thoại điền vô luôn. Bao nhiêu? Lấy đại địa chỉ các anh chị ha.
và địa chỉ chọn lại luôn để ra được một cái đơn hàng hoàn thiện luôn. Rồi Ly sẽ chọn, Ly test mà, Ly sẽ chọn là cash on delivery. Rồi bấm tiếp tục luôn. Ly đang thực hiện cộng tác là một người khách hàng lạ hoàn toàn. Họ click vào cái link của cộng tác viên để họ mua hàng. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? À, họ sẽ đi vào được cái phần link mua hàng. Rồi họ bấm mua ngay hoặc là họ bấm vô giỏ hàng. Và họ tiếp tục họ mua những sản phẩm khác. Đó. Bây giờ Ly bấm mua ngay luôn. Thì Ly sẽ tiến hành next tới cho hoàn tất cái đơn hàng luôn anh chị nha. Đây, xác nhận. À, tổng tiền hàng là bao nhiêu đây tiền? Là bấm tiếp tục hết luôn. Tới bước cuối cùng là đặt hàng thành công là xong. Đúng không ạ? Khi người khách này họ chọn là trả tiền sau khi mà nhận hàng, nghĩa là theo hình thức COD, shipper tới giao hàng và nhận tiền ra. Rồi. Bây giờ đây sẽ tắt cái này ha. Đi quay lại cái account của hàng cộng tác viên. Đi refresh lại. Thì các anh chị sẽ thấy cái đơn của cái người khách, anh chị thấy cái người cộng tác viên họ rải link của người lạ xa lạ vô mua, thì đây thông tin của đơn hàng, họ biết được cái người Nguyễn mới đây nè là khách hàng mới rồi, đang ở trạng thái đơn hàng là chờ xác nhận là mới đặt thôi, thì chủ shop chưa có vô xác nhận luôn. Rồi họ muốn coi thông tin của người này, họ bấm vô cái mã đơn hàng coi. Rồi. Đó, họ bấm vô cái mã đơn hàng coi được thông tin này luôn. Đúng không ạ? Đó. Rồi bây giờ Ly là chủ shop ha. Ly sẽ vô cái phần đơn hàng. Rồi, Ly nhân viên bán hàng của shop. Ly sẽ vô cái account Google Sale á, trong admin ha. Ly sẽ xác nhận đơn này. Xác nhận đơn hàng. Sản phẩm này có lô. Nhận. Tới cái bước này là shipper tới lấy, nhưng mà sao cái này mình chọn là tự giao hàng cho nên là nhân viên trong tiệm tự đi giao luôn. Thì khi mà đã giao cho khách xong thì nhân viên vô hệ thống bấm cái nút đã giao hàng là xong, đúng không? Là xong, có đơn hàng đã thanh toán xong rồi. Rồi mình quay lại cái account của cái người cộng tác viên, Ly refresh lại để các anh chị xem được cái trạng thái đơn hàng nha. Thì cái người khách tên là Nguyễn mới, các anh chị sẽ thấy cái người Nguyễn mới nè, à, trạng thái là đã giao hàng rồi, thì sẽ nhìn được chiết khấu được nhận là 135.000 đúng không ạ? Đó thì nó có cộng dồn với chiết khấu của nhân đơn hàng trước nè các anh chị nha, và biết được ở đây là đã thanh toán nhiêu đây, thì còn nhiêu đây là đơn hàng mới mình chưa được nhận tiền đó. Nếu họ muốn xem họ chỉ cần tải cái báo cáo xuống để họ xem thôi, rất là đơn giản các anh chị nha. Rồi một cái hay nữa là sao, khách đã mua trên cái link của cộng tác viên thì sẽ trở thành khách của cộng tác viên đó luôn. Rồi đây các anh chị sẽ bấm vô cái phần tạo đơn hàng thử nè. Rồi bấm vô cái chỗ dấu cộng mà các anh chị, cái ô có dấu cộng mà các anh chị thấy không? Thông tin của người khách hàng vô cái link của cộng tác viên mua thì mặc nhiên sẽ trở thành sẽ trở thành khách hàng ở trong account của người cộng tác viên đó luôn. Rồi nếu như người cộng tác viên họ lanh, họ muốn chăm sóc khách hàng, họ gọi điện lại hỏi thăm, rồi sau này cái người này quen với họ rồi chỉ cần gọi điện tới cho cộng tác viên đặt hàng luôn, không cần vô website vẫn được, thì người cộng tác viên có thể tự tạo đơn hàng cho khách của mình, rất là đơn giản các anh chị thấy. Thì cái bước mà tạo cái đơn hàng cho khách hàng của mình thì nãy Ly có làm rồi đó. Thì các anh chị thấy đó, khi mà mình mở rộng cái phần cộng tác viên ra, thứ nhất là sao ạ, nhiều người biết tới thêm là sản phẩm của mình. Thứ hai nữa là hiện tại những cái sàn thương mại điện tử thì càng ngày họ càng thu cái phí giao dịch rất là cao. Thậm chí hôm bữa đi thấy ở bên TikTok á, họ gọi là coi cái thông tin của họ đó các anh chị. Khi mà chạy cái chương trình Black Sale, ví dụ sản phẩm của anh chị là 100 ngàn đi. Black Sale cái giá hạ xuống còn là, như cho là ví dụ là 80 ngàn. Thì cái 20 ngàn đó các anh chị phải nộp lại cho bên TikTok. Các anh chị thấy không? Nó gọi là nó lấy phí rất là cao luôn, là chưa kể cái phí giao dịch đó anh các anh chị đó, họ ra một cái quy định như vậy. Cho nên cái việc mà các anh chị xây dựng đội ngũ cộng tác viên nó rất quan trọng trong cái việc mà
phổ biến sản phẩm tới cho người dùng. Thay vì mình phải trả cho sàn đi, mình trả cho cộng tác viên. Thì cái cộng tác viên đó nếu là một người họ thích làm việc tự do, họ chỉ cần gửi link rồi vô quản lý cái thông tin khách hàng và họ được nhận tiền. Thế là xong, rất là đơn giản. Đúng không ạ? Rồi trong cái phần cộng tác viên ở hệ thống của mình đó các anh chị, thì mình có thể xem được cái lịch sử thanh toán ở đây nó nhanh hơn nè. Ví dụ như cái người này, cái số tiền đó mình coi được. Số tiền này là mình chưa thanh toán cho họ ha. Rồi cái phần chiết khấu hồi nãy Lê đã hướng dẫn mình cách tạo rồi, thì bây giờ mình coi cái phần đơn hàng. Ở trong hệ thống của Google Sale mình coi được cái đơn hàng của cộng tác viên luôn nha các anh chị. Đây mình coi là cộng tác viên họ bán được cái đơn hàng như thế nào, mình click vô mã đơn mình coi lại được luôn. Tại sao lại có cái mục này? Là bởi vì khi mà trước khi thanh toán thì cái cô kế toán cô có vô cô kiểm tra tình trạng đơn hàng các anh chị. À cô coi đúng cái đơn này là đã giao rồi, đã thanh toán rồi thì cổ mới chuyển khoản cái tiền chiết khấu cho cộng tác viên đó. Đó thì mình coi được cái phần đơn hàng của khách luôn. Mà rồi trong hệ thống của mình có một cái hay nữa, thông tin khách hàng khi mua hàng trên link của cộng tác viên mình vẫn thấy được nha các anh chị, chứ không phải là như hồi nãy Ly nói là cộng tác viên nào mà được khách hàng mới mua thì thông tin của khách hàng sẽ hiện hữu trong mặt cao của cộng tác viên mình không được coi. Nhưng mà hệ thống Google Sale cho phép mình coi ở mặt coi như thế nào. Đây Ly ví dụ, Ly sẽ vào cái phần menu khách hàng. Tại sao Ly nói cái phần này quan trọng? Là bởi vì họ bỏ link ra cái công họ đi bỏ link thì họ lấy được phần trăm hoa hồng, nhưng cái data khách hàng là mình nắm đó mà. Rồi bây giờ Ly sẽ vào tất cả khách hàng, Ly muốn lọc ra những người khách nào của người cộng tác viên hồi nãy là test 03 đó. Rồi bây giờ Ly sẽ lọc, Ly bấm vô cái bộ lọc này, Ly sẽ chọn là cộng tác viên chỉ định nè, Ly sâu sổ xuống, Ly lấy cái người cộng tác viên hồi nãy là test 03 đó mà. Đây test 03 Trần này hoàn tất đó. Thì các anh chị sẽ thấy đi lấy được danh sách khách hàng mà người cộng tác viên này đã từng bán đó mà. Đó thì khi mà đã có cái danh sách này các anh chị sẽ thấy những cái data của mình nó được dày lên, nó được nhiều lên ha. Mình nắm những cái người này để mình gửi cái thông báo hoặc mình gửi email cảm ơn, hoặc là trực tiếp mình gửi cái voucher để khuyến khích họ quay trở lại. Và các anh chị khi mà mình vào mình xem á thì mình có thể gắn cái thẻ này, ví dụ như mình gắn là thẻ khách hàng test 03 để biết cái người khách này thuộc của cộng tác viên 03. Rồi sẵn vào cái chi tiết của một người khách hàng luôn, thì các anh chị thấy phần này là có cái chỗ chỉ định cộng tác viên ở đây ạ. Mình rung xuống thì hiện tại khách là của ông test 03 này rồi, nhưng mà giả dụ như bây giờ trong cái khách hàng của mình họ mua trên website đi, cái anh để đi kiếm người khác, đi kiếm cái cô Nguyễn Văn B này đi. Rồi chưa gắn thẻ, chưa chỉ định cộng tác viên nào hết, thì các anh chị sẽ khen thưởng người cộng tác viên nào bán nhiều bằng cách là cho họ tích khe thêm nhiều người khách hàng mới nữa. Thì đây các anh chị gắn thẻ cho họ được, ví dụ bây giờ Lê sẽ gắn cho cái anh bán nhiều là cái anh test 03 đó. Đây anh test 03 Trần. Thì nếu như các anh chị gắn thẻ xong thì các anh chị nhớ bấm nút lưu lại ha. Thì cái anh cộng tác viên này ảnh sẽ nhìn được cái thông tin người khách hàng này. Đây. Đi vào lại cái trang của cộng tác viên nha các anh chị thấy nha. Nó đi nó hơi rắc rối nhưng mà các anh chị hiểu được cái hệ thống này các anh chị sẽ cảm thấy là mình quản lý cộng tác viên rất là nhẹ nhàng luôn các anh chị. Đây vào lại cái menu cộng tác viên trong account của cộng tác viên nha. Rồi. Đi bấm thử tạo đơn hàng. Ví dụ người này sẽ gọi cho cái anh Nguyễn Văn B, cái cô Nguyễn Văn B đó liên hệ, và mai mốt cũ quen này cũng gọi lại cái này đặt hẹn. Đây các anh chị thấy cái khách Nguyễn Văn B đó nó sẽ hiển thị trong cái account của người cộng tác viên luôn. Thì chính vì cái điều này, thứ nhất là các anh chị tiết kiệm tiền để mà nhân viên chăm sóc của mình gọi ra chăm sóc khách hàng, mà mình đẩy luôn cho người cộng tác viên này như một hình thức khen thưởng. Bởi vì cái Nguyễn Văn B này ảnh thường hay mua hàng lắm, và ảnh thường mua cái gì thì lúc đó cái người khách này họ sẽ vô họ coi, họ gọi điện thoại hỏi thăm đó, họ trao đổi.
Thì các anh chị thấy nếu như mình có nhiều cộng tác viên và mỗi một cộng tác viên quản lý vài ba cái khách hàng thì rất là dễ dàng hơn là mình mướn một cô nhân viên mà quản lý một cái danh sách cả trăm cả ngàn khách, đúng không ạ? Nhiều khi là cổ bận quá cũng không có take care từng người một chi tiết. Còn các anh cộng tác viên này có mấy người à, ảnh cứ gọi đi gọi lại để chăm sóc đó, thì khách hàng của mình vừa được chăm sóc tốt mà doanh số của mình được ổn định. Đó là cái hay của hệ thống cộng tác viên, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần reseller, và trước khi qua đó thì Lê sẽ mở cái phần cài đặt cho các anh chị xem ha. Thì ở cái phần tiếp thị này, các anh chị thấy người cộng tác viên khi đăng ký với mình thì họ lấy cái link họ rải, và cái link nó có tác dụng trong bao nhiêu ngày thì anh chị có thể set up được. Ví dụ ở đây đi cho là 15 ngày, đúng không ạ? À? Đó. Tại vì sao mà nói là thời gian hết hạn cookie? Bởi vì chỉ cần người khách đó họ click vô cái link, họ coi sản phẩm, sau đó họ đi ra họ không mua, nhưng mà ngày mai chợt nhớ ra mình cần cái món đó, họ lại quay lại cái link đó họ mua thì vẫn được tính, đúng không ạ? Đó, vẫn được trang web của mình nhận ra là cái người này đã đi từ cái link của cộng tác viên vào, vẫn tính cái chiết khấu cho cộng tác viên luôn đó, thì cái thời gian này mình chấp nhận được. Rồi thông tin đăng ký hiện cái gì thì các anh chị click ở đây, đây cái phần này, mình chọn ra nó hiện cái gì, mình yêu cầu họ muốn điền vô thông tin gì thì mình mới duyệt cho họ, thì mình chọn ở đây. Rồi tự động duyệt chiết khấu cho đơn hàng như nãy Lưu có nói đó, là các anh chị nên chọn luôn đi đơn đã giao, có nghĩa là đã giao là đã dựng tiền luôn rồi đó, thì tự động duyệt chiết khấu, nhưng không có nghĩa là cộng tác viên đã nhận được tiền nha các anh chị. Mình chưa có chuyển tiền cho cộng tác viên, cho nên các anh chị cứ yên tâm, đã duyệt chiết khấu nhưng chưa nhận được tiền thì trước khi chuyển khoản cái cô kế toán cô sẽ vào và kiểm tra lại nha. Rồi mình sẽ kéo luôn cái mục là thông báo cho tôi khi có cộng tác viên đăng ký nè, thông báo khi có đơn hàng từ cộng tác viên nè, mình kéo qua màu xanh hết để nó thông báo cho account bên mình trên Google Sale ha. Rồi tự động chỉ định khách hàng cho cộng tác viên sau khi tạo, cái mục này quan trọng nên các chị nhớ click vô nha. Tại sao? Giống như cái người khách lạ đó, họ click vô cái đường link của cộng tác viên họ mua hàng thì tự động sau đó họ sẽ trở thành cái thông tin trong thông tin khách hàng trong cái account của cộng tác viên luôn. Rồi phần này là tự động chỉ định khách hàng cho cộng tác viên ha. Đó, khi khách hàng đăng ký tài khoản từ link giới thiệu nè, khi khách mua hàng từ link giới thiệu là được trở thành khách hàng của cộng tác viên luôn. Rồi ở phần dưới đây có phần là tự động duyệt cộng tác viên thì thôi đi tắt rồi, đây mục này. Nó có phần dưới này, anh chị thấy không ạ? Tự động duyệt cộng tác viên, Lý đang tắt đi, không có nên bật hết anh chị ha, ai đăng ký cái việc liền nguy hiểm nha, nên là Lý đang tắt cái phần đó. Đó. Rồi cài đặt cho bán hàng là cho đại lý đó các anh chị. Thì ở đây là tự động duyệt chiết khấu đơn hàng cho cái đơn đã giao, thông báo khi có đơn hàng từ cộng tác viên, nhưng mà ở trong cái menu bán hàng thì là mình sẽ hiểu đó là cho reseller của bên mình. Cập nhật sản phẩm cho cửa hàng cộng tác viên có thay đổi là giá sản phẩm, là tên mô tả gì đó. Thì nó tự động cập nhật luôn. Này thì đại lý họ khác gì với người cộng tác viên? Đây đi sẽ mở ra cho các anh chị xem. Đại lý khi mà đăng ký các anh chị, họ sẽ được cung cấp một cái website, họ đăng nhập y như như là mình là chủ shop, mình đăng nhập vào cái đường link admin.wholesale.vn gì đó, thì họ sẽ có user và password. Nè, đây để sẽ mở slide cho các anh chị xem. Đây là cái phần đăng ký của cộng tác viên ha. Rồi, hồi nãy mình tuyển cộng tác viên thì đây là một cái mẫu tuyển. Chút xíu đi, Lương hướng dẫn cho các anh chị làm cái mẫu tuyển ha. Rồi, họ sẽ có một cái thông tin email và cho hướng dẫn cho họ là đăng nhập tại cái đường link này, vô cái email nào, bằng cái email nào và mật khẩu ra sao. Đó. Hoặc là cái người đó họ đã là khách hàng rồi và bây giờ đăng ký là đại lý thì sẽ nhận được cái email như thế này, đúng không ạ? Đó. Vì cái mã Vương Húc. Và cái người này khi mà họ đăng nhập vô thì họ sẽ có một cái website, họ tự thiết lập cái giao diện thôi. Còn việc mà đẩy hàng là như thế nào? Đây Ly sẽ mở ra cho các anh chị xem. Đây là đại lý của bên Ly ha, Ly ví dụ. Thì cái ông đại lý này ông có website. Đây là sẽ mở giao diện website cho các anh chị xem.
Cái ông này là ông bán về đồ chơi xe hơi đi. Đó, đây, ông bán chuyên về xe hơi. Thì cái mà anh chị, cái lý do mình thuyết phục khách là như thế nào? Không phải người ta có website là người ta bán cho mình không đâu các anh chị. Người ta có thể đăng lên tất cả những sản phẩm mà người ta đang bán. Ví dụ bây giờ cái shop của Ly đang là bán bánh đi. Ông này ông bán xe hơi, ok, đồ chơi gì cho ông bán hết luôn. Đó. Còn cái việc của mình là sao? Là mình đẩy hàng cho ông bán. Nhưng mà ông không cần tốn thời gian để mà tạo thông tin về sản phẩm. Lấy ví dụ, ông chỉ cần đăng những cái thông tin riêng của ông, ví dụ như ông bán đồ chơi thì ông đăng thôi. Ông vào cái chỗ mà tạo tạo sản phẩm, ông tạo thông tin chi tiết, hình ảnh rồi mô tả gì đó. Còn bây giờ cái bánh này anh chị thấy không? Là nó từ bên shop của Ly, Ly muốn đẩy cho ông bán. Thì Ly chỉ cần làm một cái lệnh ở trong hệ thống của sale là lệnh chuyển hàng. Khi mà Ly làm cái lệnh chuyển hàng đó thì lập tức trên website của cái người đại lý này sẽ hiển thị thông tin của sản phẩm, hình ảnh, giá cả. Đây là clip của cho các anh chị xem. Rồi, mô tả có hết đầy đủ hết, ổng có làm gì trơn đó. Cái việc nào ổng chỉ cần giới thiệu cho khách biết là ổng có website này nè, à, người ta vô người ta mua đi. Khi người khách nào đi vô đây bấm mua thì ổng hưởng hoa hồng, đúng không ạ? Đó, thì ở trong hệ thống của sale có cái phần bán hàng ở đây, thì mình coi được cái đơn hàng của cái cộng tác viên, đồng thời của đại lý mình cũng coi được luôn. Đây, có người vô mua hàng này, à mình biết là có người vô mua rồi nè. À, rồi khi mà các anh chị muốn chuyển hàng cho cái người đại lý thì bấm vô menu kho hàng cộng tác viên. Thì trong kho hàng này mình có cái menu chuyển hàng, mình bấm vô đây, mình bấm chuyển hàng. Đó. Có cái nút chuyển hàng tới cộng tác viên nè các anh chị. Đó. Mình bấm vô đây. Thì các anh chị cứ bấm next tới thôi ha. Ví dụ như đây là có một cộng tác viên thôi. Đi chọn. Đó. Rồi đi chọn tên sản phẩm nè. Rồi cứ lưu next next tới là xong. Thì cái đơn chuyển hàng đó. Đây. Nó sẽ như thế này các anh chị nha. Đó. Nó như thế này. Thì mình sẽ thấy được là à, cái này số lượng chuyển là 10 rồi nè. Đó. Rồi mình coi theo dõi tồn kho cộng tác viên luôn. À, ví dụ như nãy Ly có chuyển bánh mochi nè. À, Ly chuyển tổng 10 cái nè. Rồi bán hết 2 cái rồi còn có 8 cái. À, mình chơi cái mẹo. Mình nhìn trên hệ thống mình biết mà. Mình biết là đại lý của mình bán được 2 cái còn 8 cái. Lỡ như ông bán còn có 1 cái thì sao? À, mình nhìn trên đây. Mình sẽ gọi tới cho ông. Mình nói, anh ơi, em thấy hình như hàng anh hết rồi phải không? Ở đây em chuyển tới cho anh nha. Đó, cái lúc đó nó ok em chuyển đi luôn, vui quá em quên gọi. Lúc này cái mình chuyển tiếp, đúng không á? Đó, đó là cái cách mà mình quản lý về reseller của bên mình. Rồi mình sẽ qua cái hình thức là những cái khuyến mãi để mình giữ lại cái người đại lý này cho anh chị nha. Mình sẽ mở hết 5 cái chương trình để giữ đại lý của bên mình. Rồi. Thứ nhất là trợ cấp chuyển hàng. Có nghĩa là khi giao hàng đó là sẽ số lượng nhiều đúng không ạ? Nãy giờ Ly ví dụ là chuyển có 10 cái, 5 cái gì đó. Thì ở đây các anh chị có thể là hỗ trợ luôn cái phí vận chuyển đó cho họ luôn. Cái thứ nhất đó là, rồi xong rồi cái thứ hai là giảm giá khi mua tiếp. Nghĩa là các anh chị sẽ có cái chương trình khuyến khích họ mua hàng lần kế tiếp sẽ được giảm thêm bao nhiêu tiền đó. Thì các anh chị sẽ giữ chân cái người này lại. Ví dụ như có người khác tới yêu cầu họ làm đại lý đi, mời họ làm đại lý. Thì giờ cái người này họ sẽ tiếc, họ nói trời ơi, anh đã mua bên kia rồi, bây giờ mà anh qua bên em nữa thì nó không có bằng bên đây. Bên đây mua cái đợt bắt đầu từ đơn hàng thứ hai là anh sẽ được giảm thêm nữa, thôi anh làm bên đây thôi. Đó kiểu như vậy ha. Rồi hàng tặng. Hàng tặng này không phải là cái hàng lẻ như là các anh chị vô siêu thị, các anh chị mua cái gói bột nêm, các anh chị được tặng cái chén, cái tô, cái dĩa gì. Mà cái hàng tặng này nó thật sự có giá trị luôn các anh chị. Ví dụ như họ sẽ có, mình sẽ có những cái chương trình hàng tặng cho cái người đại lý. Ví dụ như đoạt có doanh số là 500 triệu đi, được tặng cái tivi, được tặng cái tủ lạnh, được tặng cái lò vi ba. Đó, cái hàng tặng nó phải có chất lượng, phải có giá trị lớn. Thì khuyến khích cái người này họ cố gắng họ làm cho mình. Đó. Trợ cấp trưng bày là các anh chị có thể đưa cho họ những cái kệ, cái quầy mà có logo bên mình á. Đó, đó. Mình cho họ ở trên cái cửa hàng á, thì họ sẽ trưng bày cái gian hàng của họ có cái logo của mình trên cái kệ để cái sản phẩm của mình như nó luôn. Đấy. Thứ năm là các chương trình huấn luyện bán hàng, là các anh chị mời họ tới công ty để huấn luyện cho họ bán hàng trong cái sản phẩm của mình. Đấy.
đây là một cái mẫu mà tuyển sĩ đấy các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại mình thiết kế cái mẫu này như thế nào các anh chị ha. Rồi Ly sẽ mở Canva ra nha. Rồi các anh chị ơi, các anh chị cho Ly hỏi là có ai đã từng thiết kế một cái mẫu tuyển sĩ hay tuyển cộng tác viên chưa ạ? À? Anh chị nào mà đã từng tuyển rồi, đã thiết kế cái mẫu để tuyển rồi hoặc là tuyển miệng nó cũng được, bấm giùm Ly số 3 là đã làm rồi. Còn anh chị nào chưa thì bấm số 4 giùm Ly nha. Mời các anh chị comment ạ. À. Các anh chị nào nếu mà chưa làm thì Ly hướng dẫn, còn mà nó làm rồi thì thôi Ly qua luôn cái bước này nha. Mời các anh chị comment giúp Ly ạ. À. Làm rồi thì bấm số 3, chưa làm thì bấm số 4. À, Ly thấy cũng có mấy anh chị chưa làm. Rồi bây giờ mình làm nha. Dễ lắm. Trời, như mọi hôm mình cũng sẽ vào Canva các anh chị nha. Thì ở đây Ly đang sử dụng Canva Pro là Ly có trả phí. Còn các anh chị nào mà không có trả phí thì mình sẽ sử dụng những cái mẫu mà họ cho miễn phí các anh chị ha. Rồi, ngay cái giao diện ngay ban đầu của Canva luôn. Thì các anh chị sẽ đánh một cái từ khóa là in product này. Đây, các anh chị đánh vô cái chữ in product này ha. Rồi nó sẽ hiện ra cho mình rất là nhiều cái mẫu như thế này. Rồi, tại sao đi đang nói là tuyển sĩ, tuyển cộng tác viên mà tự nhiên cái vô cái banner của sản phẩm. À mình lấy cái banner của sản phẩm, cái poster của sản phẩm đó, mình làm thiết kế cho cộng tác viên, được không ạ? Rồi ví dụ như lấy cái mẫu này. Đây sẽ bấm vô cái nút là tùy chỉnh mẫu này ha. Rồi Lê chỉ cần click vô thôi, đúp vô đi thay đổi cái chữ ra được nha. Tuyển cộng tác viên hoặc là tuyển đại lý tùy theo các anh chị đi. Chỗ đây mình bỏ luôn. Rồi các anh chị sẽ nhìn mé bên tay trái nó có thêm nhiều mẫu lắm. Các anh chị bấm cái nút thêm trang ở đây. Các anh chị chọn cái mẫu này chẳng hạn. Đó mà. Đây. Thì mình sẽ có hai trang như thế này. Rồi. Tại sao đi chọn hai mẫu? Ví dụ ở cái mẫu thứ nhất anh chị thích cái nền, ở cái mẫu thứ hai các anh chị thích cái chữ này, cái chữ mà cái chỗ chỗ mà thông tin chi tiết ấy. Thì mình copy mình để lên cái mẫu trên được. Rồi bây giờ lấy copy như thế nào? Mình sẽ để con chuột bên ngoài này, các anh chị đi kéo đi bao lại cái hình cái chữ mình thích nha. Thấy không? Nó bị dính cái hình này, bỏ luôn. Ví dụ mình chỉ thích chữ thôi, mình bỏ luôn cái hình này để tránh khỏi vướng. Rồi vậy bạn vào lại. Đó, là mình chọn được một cái cụm, một cái menu mà mình thích cái mẫu. Control C, quay bên đây. Bỏ đây, Control V. Đó, được không ạ? Rồi, cái này mình không thích cái mẫu này, mình bỏ mẫu ở dưới đi nha các anh chị. À, ví dụ đây ha, tuyển cộng tác viên như là hoa hồng cao hoặc là giờ giúp tự do vậy đó. À, ví dụ này nhé. Thì các anh chị thấy không, Melly sẽ tạo ra nhiều mẫu để kế nhau, và cái mẫu này thì thích cái nền thì để giữ lại cái nền, rồi cái mẫu dưới thì thích cái dòng chữ giới thiệu chi tiết thì Ly copy Ly để lên. Đó là cái cách mà mình chỉnh sửa một cái hình tuyển cộng tác viên hoặc tuyển đại lý. Rồi cái chai này là cái gì, là sản phẩm mà mình muốn họ bán cho mình. À Ly ví dụ bây giờ Ly bán cái chày luôn đi. À, còn không thì các anh chị sẽ tải lên, đúng không ạ? Mình tải thì nó có cái mục tải lên ở đây. Đây Ly sẽ thay thế sản phẩm của bên Ly. Ly muốn đại lý mình bán cái gì, cộng tác viên mình bán cái gì thì mình sẽ bỏ sản phẩm mình qua. Đây, đúng không? Bỏ bán cái này. Bán cái này. À, các anh chị nắm kéo qua. Đúng không ạ? Đó là thay thế rồi, các anh chị thấy không? Rất là dễ dàng. Ừ. Rồi còn những cái mẫu dưới mà mình không thích thì mình bỏ đi. Đây. Mình sẽ đứng bên ngoài, mình kéo chuột bên ngoài là các anh chị nha. Đó. Rồi, mình delete. Đúng không ạ? Đó, mình không thích cái gì thì mình cứ delete. Rồi, mình nên làm hai ba mẫu. Nếu như các anh chị thấy thích cái này cái nền, thích cái kia cái chữ, thì mình cứ lấy mình copy, mình dán lên trên cái mẫu này. Vậy là xong, mình đã có một cái mẫu cộng tác viên. Rồi, mình chỉ cần tải xuống là xong. Tải xuống, mình bấm nút chia sẻ, rồi bấm nút tải xuống nha. Đó, nó có dạng hình ở đây. Bấm tải xuống. Thì cái hình này nó sẽ nằm trong cái thư mục download của các anh chị, rất là đơn giản thôi. À. Rồi, hồi nãy cộng tác viên thì còn một phần nữa ở trong hệ thống Google Sales các anh chị.
Các anh chị coi được cái kho hàng quản lý luôn, là vào phần menu sản phẩm nè, chọn tới tất cả sản phẩm, chọn tới kho sản phẩm luôn ha. Rồi các anh chị đi tiếp tới cái nút lịch sử tồn kho nè các anh chị. Đó là mình quản lý được cái bánh nè, bánh là mình đẩy cho cái người đại lý của mình. Ví dụ như đẩy bánh mochi nè, các anh chị thấy không? Nó có ghi là đã chuyển hàng tới cộng tác viên rất là rõ ràng ở cái phần này. Đó. Đây. Đúng không ạ? Nó theo dõi rất là kỹ càng. Chuyển bao nhiêu đây? Trừ trong kho của mình là trừ 10 cái. À, mà hồi trước giờ mình có chuyển rồi cho nên là tổng cộng bây giờ ông đang có trong kho của ông là, à không, sorry. Cái này là trong kho của mình nha. À, còn trong kho của mình là còn 76 cái. Đó mà. Thì mình chuyển rất là đơn giản trong cái hệ thống mình quản lý được hết. Rồi. Rồi, tới đây là xong những cái phần nội dung mà Lý muốn trình bày với các anh chị rồi. Thì không biết là các anh chị có gì thắc mắc không ạ? Cái quan trọng nhất của bài ngày hôm nay là tuyển cộng tác viên và đại lý ở đâu, đúng không ạ? Mình tạo nguyên một cái đội ngũ của mình. Câu hỏi hay đặt ra là giờ đi đâu để tuyển, tuyển ở đâu cho nhanh lẹ không tốn tiền. Dạ đây Facebook. Rồi anh chị nào ở với Ly giờ phút cuối cùng thì Ly mới hướng dẫn, còn không bỏ Ly thôi thì Ly không có chỉ đâu. Rồi đây Facebook, Facebook cá nhân của mình đây, các anh chị kiếm từ khóa tuyển cộng tác viên đó mà. Chị Diễm Huỳnh đó, ở dưới Ly tới giờ phút cuối cùng thì mới thấy được cái này là cái phần hay nhất trong bài đây. Thật ra là nó cũng đơn giản nhưng mà nhiều khi các anh chị không có để ý tới thôi ha. Thì mình tìm kiếm trong cái ô tìm kiếm nó, các anh chị đánh là tuyển cộng tác viên, còn muốn đánh là muốn tuyển đại lý thì mình đánh cái từ là tuyển đại lý, thì mình sẽ coi nó có nhiều cái group lắm các anh chị. Đây cái nhóm này, thì mình vô những cái nhóm này mình post cái bài để mình tìm kiếm cộng tác viên. Anh chị nên chọn những cái nhóm nào nó đông đông á, ví dụ như cái nhóm này 143.000 ca là ngàn đó các anh chị, thành viên các anh chị thấy không ạ? Anh chị click vô tham gia, à người ta duyệt bài là mình vô rồi, các anh chị cứ đăng tin các anh chị, thay vì phải đi vô những cái trang tuyển dụng như là tìm việc nhanh cái gì, mình post bài những cái trang đó nếu mà các anh chị không trả phí á, thì không có ai thèm apply vô cái tin tuyển dụng các anh chị hết á, tại vì không trả phí thì đăng cũng được nhưng mà cái bài của các anh chị nó sẽ nhảy cái trang gọi là sa mất mùa luôn á, không ai nhìn thấy luôn á. Đó nè các anh chị thấy không, tuyển cộng tác viên online 87 thành viên, 87.000 thành viên đó, các anh chị chỉ cần bấm tham gia vô đây làm cái hình như hồi nãy Liên hướng dẫn, post lên xong rồi thêm vài câu nội dung nữa ghi rõ ra là tuyển cái gì như thế nào đó là xong, đơn giản không cần tốn một đồng nào hết, mà việc tuyển cộng tác viên rất là dễ dàng và các anh chị có thể tuyển được rất là nhanh. Tại vì hồi xưa đi làm tuyển dụng thì có những cái công việc mà yêu cầu tuyển gấp đó, các anh chị tuyển theo dự án thì Ly phải chạy vô những cái group này Ly tuyển, và đa số là có một một nhóm cái đối tượng mà họ vô họ apply là sinh viên mới ra trường chưa có việc làm, hoặc là sinh viên đang đi học cũng muốn làm thêm cộng tác viên đó, thì họ vô họ sẽ apply và họ chỉ cần làm online tại nhà thôi mà, thành ra là họ sẽ apply rất là nhiều luôn, tùy theo cái hình mà mình làm có đẹp hay không, hấp dẫn hay không, rồi cái chính sách của mình cho họ có ok hay không đó. Đó thì các anh chị sẽ tuyển được trên những cái hội nhóm như thế này đó mà. Đi có đăng thử này đó, đó thì các anh chị có thể tham khảo cái cách đăng tuyển đó ha. Rồi như vậy là xong cái nội dung bài học của ngày hôm nay, thì không biết có anh chị nào thắc mắc gì không? Dạ, Lê hy vọng là các anh chị có thể áp dụng những cái gì mà Lê chia sẻ của ngày hôm nay để phát triển được cái đội ngũ cộng tác viên của bên mình. Nếu các anh chị cảm thấy khó khăn trong cái việc mà quản lý thì có thể thử sử dụng cái phần mềm của GoSale để quản lý nha. Dạ, rồi. Cảm ơn các anh chị đã tham dự cái buổi đào tạo của ngày hôm nay.